Chào mừng các bạn đã đến với video đầu tiên của ký sự Bonobo. Tại series ký sự Bonobo này, mình sẽ chia sẻ với các bạn tất cả những gì mình biết về Bonobo cho đến thời điểm hiện tại. Tại video ngày hôm nay, mình sẽ nói sơ lược về những thứ cơ bản trước khi các bạn học Bonobo. Thì đầu tiên các bạn cần phải tìm hiểu CTF là gì. Capture the Flag, đó là một cuộc thi, một cái sân chơi dành cho những người mà ưa thích an toàn thông tin. Nó gồm rất là nhiều mảng như web, reverse, crypto, forensic, vân vân. Thì trong số tất cả các mảng đó thì có mảng Bonobo là thứ mà chúng ta sẽ nói đến hôm nay. Mảng Bonobo là gì? Là khai thác lỗ hổng phần mềm. Mục đích của cái từng bài trong CTF này là tìm ra được cái flag, cái đáp án cho một cái bài toán mà mình cần giải. Thì trong mạng Bonobo chúng ta sẽ lợi dụng các cái lỗ hổng trong pha thực thi đó và tìm ra được cái lỗ hổng và khai thác nó để tìm ra được cái flag, submit nó lên server, và nếu nó đúng thì chúng ta sẽ được điểm. Thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về một cái trang web bánh CTF gọi là điển hình luôn. Thì nó sẽ có dạng như thế này. Đây là từng cái bài toán tương ứng với từng mảng trong CTF. Thì cái mảng Bonobo của mình là tương ứng với Binary Exploitation, là những cái bài ở đây là Bonobo. Thì trong một cái bài á, thường họ sẽ cho mình một cái đoạn netcat để mình kết nối tới cái server mà đang host cái chương trình đấy. Là khi chúng ta đã tìm được cái lỗ hổng và soạn ra được cái kịch bản để khai thác phần mềm thì chúng ta sẽ kết nối tới đây để tìm ra flag. Và kèm theo đó thì họ sẽ cung cấp cho mình cái file thực thi. Và lâu lâu có một vài CTF thì họ sẽ cho đi kèm luôn với cả cái file mã nguồn. Nhưng mà thông thường thì chúng ta chỉ cần file thực thi là đủ. Nếu có mã nguồn thì đọc dễ hơn thôi. Là tốt quá. Ok. Để chơi được CTF thì các bạn cần gì? Thì đầu tiên là các bạn cần một hệ điều hành nhân Linux, Unix, vân vân, hoặc là Ubuntu chẳng hạn, hoặc là Kali Linux, các bạn thích gì cũng được, miễn là nhân Unix các thứ. Thì có nhiều sự lựa chọn cho việc đó. Các bạn có thể cài song song, hoặc là cài trực tiếp luôn, hoặc là chạy máy ảo vân vân. Nhưng mà mình thì mình thường dùng Windows nên là mình không muốn cài thêm lắm cho nó nặng máy các thứ, nên mình dùng luôn WSL2, là một cái tính năng mới ra mắt của Windows 10. Thì nó là Windows Subsystem for Linux. Nó cho phép chạy luôn cả shell của Linux trên Windows, và nó gần như là một cái máy ảo Linux thật sự. Nên là cái tính năng này nó đáp ứng được hầu hết các cái yêu cầu của mình, nên là mình cũng chỉ cần dùng nó thôi, không cần dùng thêm thứ gì nhiều. Thì nếu các bạn đã cài á, thì bạn nên tìm hiểu về các cái câu lệnh mà bạn cơ bản để dùng nó trong Linux để phục vụ cho việc chơi CTF. Thì mấy cái kia thì mình không nói, nhưng mà nếu các bạn đã cài WSL giống mình thì các bạn nên cài cái version 2, thì nó thường sẽ ổn định hơn version 1, sẽ chạy được trơn tru được các cái file binary 64-bit và 2-bit hơn. Đây là kinh nghiệm của mình. Tiếp theo á, thì bạn cần một cái phần mềm disassembler để dịch ngược mã nguồn chương trình, để dịch ngược cái file thực thi về mã nguồn. Thì cũng nó cũng không hẳn là dịch ngược về mã nguồn đâu, nó chỉ đọc cái file thực thi và hiển thị ra dưới dạng các cái lệnh assembly, và từ các lệnh đó thì nó có thể hiện ra được cái mã giả C cho mình dễ đọc hơn. Thì cái phần mềm disassembler mà mình đang sử dụng là IDEA Pro V6.8. Mình có thể review luôn cái IDEA Pro này ngay tại đây. Đây, thì lúc cài á, thì mình
cài luôn cái IDEA Pro 64 bit và 32 bit để xài tương ứng cho các cái file thực thi 64 bit và 32 bit. Thì với file thực thi 64 bit thì mình sẽ chạy IDEA Pro 64 bit chẳng hạn. Ok. Thì để mở để dựng ngược file thực thi á thì bạn bấm vào new. Rồi sau đó các bạn chọn file thực thi, chọn tới cái đường dẫn đó. Thì lúc mới vô thì nó không có chọn luôn cái, nó không có hiện file thực thi cho bạn. Nó bạn bấm vào on file. Rồi sau đó bạn chọn cái file thực thi đó để mình dịch ngược về. Nó không detect được luôn loại file cho mình là loại file LF64 executable. Chuyên dùng cho execute Linux. Và bấm OK. Thì nó đã hiện được cái mã giả, cái mã assembly trong hàm main. Thì nếu các bạn vẫn chưa quen với việc đọc assembly, các bạn có thể đối với phiên bản IDEA Pro này á, thì các bạn có thể bấm nút tab để có thể generate ra được cái mã giả C cho các bạn đọc dễ hơn. Thì đó là một trong những tính năng mà mình ưa thích của IDEA Pro. Rồi ở giao diện IDEA á, nó có một phần là cái code nè. Đây, mã assembly, mã code, mã giả. Hoặc là phần bên trái á, là chứa tất cả các hàm mà trong file binary đó có. Hàm main nè, các hàm người dùng tự định nghĩa nè. Và một số hàm mà có trong binary. Và một số hàm mà file binary sử dụng từ thư viện. Thì cái IDEA, cái phần mềm dịch ngược này, cái phần mềm disassembly blur này nó hữu ích ở chỗ là nếu mà các bạn nhìn ở cái cột function đây, nếu mà các bạn nhìn ở bên ngoài vào thì các bạn không biết được là có bao nhiêu function rồi có nó như thế nào. Thì ở đây nó liệt kê ra tất cả các function ở hàm main đây. Khi mà bạn gọi, khi bạn xem nó thì nó không có gọi tới function vân này, nên mình không biết là thậm chí nó có tồn tại được cái function vân nữa. Nên là khi dùng IDEA các bạn thấy nó hiển thị ra clearly ngay tại đây luôn. Thì ở cái function vân này là cái function mà chứa lỗ hổng phần mềm, thì các bạn có thể lợi dụng nó để khai thác. Và đây là giao diện IDEA Pro. Tiếp theo á là cái việc đổi lại cái tên biến cho nó dễ nhìn. Thông thường khi mà các bạn dịch lại về cái mã giả C á thì nó sẽ đặt tên biến rất là khó hiểu tùm lum hết, như là V1 tới V100 chẳng hạn. Thì đối với những cái chương trình mà dài hơn á thì nó sẽ gây ra việc khó khăn trong việc đọc hiểu. Thì các bạn có thể bấm chuột phải vào đây xong bấm rename, hoặc phím tắt là các bạn bấm luôn N cũng được. Thì các bạn có thể đổi lại tên cho dễ hiểu. Đấy, đây là một tính năng khá hay mà các bạn nên ghi nhớ. Thì không những có thể đổi tên biến thì mình còn có thể đổi tên hàm nữa. Giả sử như chương trình nó đặt một cái tên hàm rất là gọi là khó hiểu, mặc dù mình hiểu được nó làm gì nhưng mà cái tên của nó khó hiểu và cái nó sẽ gây cản trở trong cái việc đọc mã giả của mình, thì mình có thể đổi lại như là win chẳng hạn. Đó là nếu mà mình gọi nó thì nó sẽ đổi luôn ngay tại đây. Tiếp theo, không những thế thì mình còn có thể tìm kiếm các thứ search ở trên này, các chuỗi rồi các biến data code vân vân. Tiếp theo á thì mình sẽ giới thiệu luôn về cái chức năng patch của IDEA mà là mình cũng vừa dùng gần đây. Thì nếu mà các bạn muốn thay đổi một cái giá trị nào đó trong IDEA trên assembly á, trong file binary, thì các bạn có thể sử dụng edit patch program về assemble. Thì giả sử như tại cái đoạn lệnh assembly move ax0 này, mình không muốn nó nạp không vào thanh ghi ax mà mình muốn nó nạp 19 vào,
thì mình có thể thay đổi được cái đoạn lệnh assembly ở đây, và mình bấm OK thì lúc đó nó sẽ thay đổi trực tiếp thành số 9 ở tại đây. Thì sau khi mình thay đổi là mình còn phải lưu lại với một cái file binary mới, bởi vì nếu mình không lưu lại thì chắc chắn là nó vẫn chạy file binary cũ. Thì nó mặc định nó sẽ lưu vào cái file thực thi cũ của mình luôn, mà như vậy thì sẽ khó để backup lại, nên có cái lựa chọn create backup đây, là giả sử bạn không muốn cái apply này vào cái file binary cũ, muốn restore lại những cái thứ cũ, thì các bạn có thể chạy lại cái file binary cũ dưới dạng tên easybin.bat đây. Thì sau khi bấm OK á, thì file easybin.bat nó có giá trị 9 tại cái dòng lệnh này, thì mình có thể thoát ra vô lại để chứng minh. Đấy. Thì file thực thi này nó đã đổi được cái dòng lệnh assembly này từ 0 thành 9. Thì nó sẽ hữu ích đối với một vài cái chương trình dịch ngược, vài cái bài reverse dịch ngược các thứ mà các bạn cần đổi vài tham số trong đó. Nhưng mà cái tính năng này thì riêng mình thì mình chưa thấy sử dụng bây giờ trong Bannable, mà thấy ở reverse hơn. Nên là các bạn có thể ghi nhớ điều đó để biết thêm. Thứ tiếp theo mà các bạn cần là một cái trình debugger, trình sửa lỗi. Thì trình debugger mặc định khi mà các bạn mới cài chương trình á là GDB. Nhưng mà theo mình thấy thì cái GDB này xài cũng được thôi, nhưng mà mình lại thích dùng cái GDB PDA này hơn. Nó sẽ tích hợp thêm một vài cái tính năng về highlight các thứ, sẽ dễ nhìn hơn cho các bạn khi mà debug chương trình. Các bạn có thể cài GDB PDA trong cái link mình bỏ trong phần description, hoặc các bạn có thể lên Google và search nó để sử dụng. Thì bây giờ mình sẽ cũng review sơ qua về GDB PDA, và mình cũng sẽ nói sơ qua một vài thứ về kiến trúc máy tính, cả về vi xử lý 8664 và Intel 80386. Thì sử dụng GDB thì các bạn nhập câu lệnh GDB và trỏ tới cái file thực thi mà các bạn muốn debug. Thì thứ mà các bạn thích á, thứ mà mình thích á ở cái này thì nó có thêm cái checksec này, là nó có thể xem được các cái chế độ bảo vệ của file thực thi luôn, thậm chí là nhập được các dòng lệnh shell ngay trong GDB này luôn cũng được, không vấn đề gì. Thì ở đây thì canary nó disable này, là chế độ bảo vệ thanh ghi, chế độ đây là chế độ bảo vệ stack, là các bạn có thể overflow được nếu mà cái canary đây disable. Nếu nó disable á thì các bạn thậm chí có thể dùng shell code để thực thi được luôn trong chương trình. Thì cái phần này mình sẽ nói sau. Nếu by disable á thì địa chỉ lệnh trong file binary sẽ không thay đổi, là nó sẽ cố định luôn. Còn nếu nó enable á thì lúc đầu nó sẽ chứa địa chỉ offset thôi, chứ nó không chứa địa chỉ cố định của này luôn. Thì mình sẽ nói sau. Thì đây, cái lệnh bdisman mà lúc nãy mình vừa nhập là để disassemble cái hàm main này và xem được các lệnh assembly trong đó. Thì đây là cái mà mình, cái cấu trúc của chương trình. Ở đây nó gọi hàm get nè, ở đây thì nó gọi tới hàm brnf. Thì những lúc mà gọi cái hàm mà thường có lỗ hổng á thì nó sẽ được bôi đỏ, và hàm return bôi xanh ở đây. Nó thậm chí còn tính luôn cho mình cả cái địa chỉ RIP cộng này đây. Rồi thì start á
là các bạn sẽ chạy chương trình, nhưng mà nó sẽ không chạy hết, nó chỉ dừng ở cái đầu hàng main thôi. Tại đây sau khi mình start á, thì nó sẽ hiện ra đầy đủ được các cấu trúc của cái máy tính, như là register nè, phần code nè và phần stack. Thật ra là cấu trúc của file binary trong cái cấu kiến trúc của máy tính đó. Thì đối với file binary mà có kiến trúc x8664 mà mình đang sử dụng đây, thì nó sẽ sử dụng các cái thanh ghi 64 bit và được ký hiệu là RX, RBX, RCX, RD, RDX, SI, vân vân. Thì các thanh ghi này thì thường để chứa các cái số, các biến, các chuỗi, vân vân, là có tác dụng để phục vụ cho các cái hàm khác. RSI cũng tương tự. RDI thì thường dùng để chứa cái tham số đầu tiên mà hàm trỏ đến. Đó, đó là một cái lưu ý mà mình đã biết được gần đây. RBB á, là base pointer, thì nó chỏ tới cái base của cái địa chỉ. RSB là stack pointer, là nó chọn tới cái địa chỉ đầu tiên trên stack này. RIB là instruction pointer, thì nó sẽ chọn tới cái địa chỉ lệnh đầu tiên, địa chỉ lệnh tiếp theo mà nó sẽ thực hiện, là lúc này nó vẫn chưa thực hiện. R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15 thì các thanh ghi khác, nó phục vụ cho việc gọi các cái lệnh assembly này thôi. Eflag là mấy cái cờ lệnh, thì cái đó các bạn sẽ được học sau trong cái bộ môn kiến trúc máy tính. Và stack đây thì giống như là một cái vùng bộ nhớ, và nó là thuộc cái cấu trúc dữ liệu stack luôn, là các bạn first in last out. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu về lệnh vmap. Thì lệnh này là dùng để xem địa chỉ của tất cả vùng nhớ trong file binary. Như ở đây thì đây, cái vùng nhớ này á, là vùng nhớ để chứa các cái hàm trong file binary này. Còn đây là vùng nhớ bị gọi là có lỗ hổng, vừa có win write vừa có win thực thi. Rồi, tiếp theo là cái vùng nhớ trong thư viện libc mà file thực thi này sử dụng. Thì các bạn có thể dễ dàng nhận thấy vì nó có chữ lib đây, libc đây. Và cái địa chỉ này thì nó không cố định. Bởi vì cái pipe này disable nên là các cái địa chỉ trên này nó cố định như thế này, là nó sẽ đúng với mọi máy mà chạy chương trình này luôn. Giả sử như các bạn sử dụng máy khác, các bạn chạy chương trình thì nó vẫn có địa chỉ như thế này. Nếu nó enable thì cái địa chỉ này thay đổi, và cái địa chỉ trên libc này nó thay đổi, nó luôn luôn thay đổi với mọi máy. Và tương tự mấy địa chỉ từ trên này đi xuống. Và cái vùng từ địa chỉ 00 này, DD00 này tới FF00 này là địa chỉ của vùng nhớ stack. Giờ đây thì tạo một cái vị trí lệnh nào đó mà các bạn muốn xem thêm stack, kiểu giả sử nó chỉ hiện được tầm như đây stack thôi, các bạn muốn xem thêm thì các bạn có thể nhập stack, xong rồi nhập tương ứng với số stack mà các bạn muốn xem, thì nó hiện một đống stack ngay dưới này. Cái lệnh tiếp theo mà mình muốn giới thiệu là lệnh xem giá trị tại địa chỉ. Thì giả sử như các bạn muốn xem giá trị tại cái địa chỉ stack này là nó chứa cái gì. Đây, tại địa chỉ này các bạn muốn xem thử nó chứa cái gì, thì tất nhiên là nó chứa địa chỉ này rồi. Trong GDB thì nó để hiển thị luôn cho chúng ta cho nó dễ nhìn,
nhưng mà có một vài trường hợp thì các bạn cần dùng nó không hiển thị trên này, một cái địa chỉ mù nào đó mà các bạn muốn xem. Ví dụ để mình lấy một cái địa chỉ nào đó trên cái Galaxy này đi, mình sẽ đọc thử là nó chứa cái gì. Thì cái lệnh mà dùng để đọc xem cái giá trị tại địa chỉ đó nó chứa cái gì là x suộc x sẹt, sau đó là tới cái địa chỉ thì mặc định đó là nó sẽ in ra dạng hexa, là đây là cái giá trị dạng hexa tại địa chỉ đó. Còn giả sử như nó các bạn muốn in được nhiều hơn một giá trị thì các bạn thêm số 10 vô là nó in được 10 stack. Nào quên. In được 10 giá trị lận. Tiếp theo thì nếu mà các bạn muốn không muốn in dưới dạng hex mà các bạn muốn in dưới dạng mã assembly á, thì các bạn bấm chữ Y đây là nó sẽ dịch cái đoạn hex này lại thành mã assembly. Thì ở đây là cái đoạn assembly này là vô nghĩa vì nó không thực chất chứa assembly, hoặc là có. Thì mình sẽ lấy cái đoạn trên này luôn cho chắc. Đấy, là nó sẽ dịch ở đây là cái địa chỉ của hàm init này, là nó sẽ làm tương ứng với lệnh assembly nào, vân vân. Rồi, bitmap, stack, rồi xem địa chỉ rồi đúng không? Thì đương nhiên thứ quan trọng nhất trong debug mà các bạn không thể thiếu đó chính là đặt breakpoint. Thì khi mà các bạn thực thi một chương trình á, đầu tiên khi mà bạn debug một chương trình, đầu tiên mình sẽ xem thử là nó chứa cái gì. Rồi đây đây, thì cái địa chỉ lệnh của mình là nó đang đặt tại chỗ đây, là nó chuẩn bị thực thi cái lệnh này thôi, chưa thực thi. Thì mình muốn đặt breakpoint ngay tại đây để nó dừng ngay trước khi nó thực thi cái lệnh đó, thì mình đặt cái lệnh B sao. Rồi tiếp theo là cái địa chỉ mà mình cần đặt breakpoint, enter. Tiếp theo là lệnh continue. Thì từ cái địa, nếu mà các bạn đã start rồi á, thì từ nó sẽ có cái địa chỉ lệnh trỏ tới ở đây, và nếu các bạn không muốn nó dừng tại đó mà các bạn muốn tiếp tục tới cái breakpoint tiếp theo á, thì các bạn có thể bấm continue. Nếu các bạn không đặt breakpoint nó sẽ chạy hết chương trình luôn, nên hãy lưu ý điều đó. Lệnh continue thì các bạn có thể ghi thường mình là continue luôn, hoặc là ghi ngắn gọn là chữ C này giống mình. Thì nó sẽ chạy tới lệnh get đây, nó yêu cầu mình nhập nè, nhưng mà mình đặt breakpoint như print nên mình cứ nhập đợi. Đây. Thì nó sẽ dừng ngay trước khi thực hiện lệnh print, nó chưa in ra gì hết. Thì còn một lệnh tiếp theo nữa là lệnh next. Thì nó chỉ thực thi cái lệnh tiếp theo thôi, cho nó không có chạy liên tục hết, và nó dừng lại ở cái lệnh tiếp. Các bạn có thể ghi từng mình next hoặc chữ n thôi. Đây, là nó chỉ thực thi lệnh assembly tiếp theo thôi. Và nó dừng ở đây. Rồi. Lệnh tiếp theo mà mình cần lưu ý là lệnh run. Thì nó sẽ chạy lại chương trình từ đầu thôi, và nó sẽ dừng cho tới khi gặp breakpoint. Ok. Thì mình đoán đó là những thứ mà các bạn cần biết trước khi các bạn chơi cái mạng này. Ok. Exit. Ok. À đúng rồi. Với kiến trúc x86 8664 á, thì các thanh ghi nó ghi nó được đặt tên với dạng RX, RBX, RR, vân vân.
Thì chữ R đây là tượng trưng cho kiến trúc 64 bit. 64 bit á, thì các cái địa chỉ khối lệnh, các cái địa chỉ như này thì nó sẽ chứa 8 byte. Hai cái chữ cá này tương ứng với một byte nè. Nó sẽ chứa 8 byte. Như các bạn thấy. Chữ 8 byte. Và tương ứng với giá trị tại các cái thanh ghi hoặc là các cái stack thì nó cũng chứa 8 byte. Luôn luôn là 8 byte. Đây. Tại địa chỉ này chứa 8 byte như vậy. Thì tương ứng với địa chỉ 00 này thì nó sẽ chứa là 00, cái giá trị 00 ngay tại đây. Giả sử như địa chỉ 01 thì nó sẽ chứa cái giá trị 00 tiếp theo này. Thì lần lượt đẩy lên từ phải qua trái. Nếu đó là kiến trúc Little Endian thì các bạn có thể search cái cách tính Little Endian này trên mạng. Mình sẽ không nói thêm. Rồi. Và với kiến trúc Intel 80386 là kiến trúc 32 bit thì các thanh ghi tại đây nó sẽ đặt là EAX, ERBX, ECX, EDX. Tất cả chữ R này được thay bằng chữ E. Và tại mọi địa chỉ, mọi cái stack thì nó chỉ chứa được có 4 byte. Là đó, 4 byte là một nửa của như thế này. Ok. Thì đó là mình giới thiệu sơ qua về debugger và sơ sơ về một tí về cái kiến trúc. Ok. Thứ tiếp theo mà các bạn cần có trước khi chơi Bannable là Python và cái gói Bannable Tool. Thì Python thì chắc hẳn nhiều bạn cũng biết rồi, mình sẽ không đề cập thêm. Thì mình thường dùng Python 2 để chơi vì mình thấy nó dễ hiểu và nó nhanh thôi. Còn các bạn có thể sử dụng 2 hoặc 3 gì đó tùy thích. Và các bạn có thể download Bannable Tool trên mạng hoặc là theo đường dẫn trong description. Thì Bannable Tool này nó hỗ trợ rất là nhiều cái công cụ giúp ích trong việc chơi Bannable. Các bạn có thể vào cái trang document của nó để đọc và biết thêm nhiều thứ. Import nó xong rồi dùng. Thì thứ mà mình cần thường dùng á là cái process này là thường dùng để gọi là process là để chạy file trên local, là cái file trên máy của mình á, và nó thường đi chung với GDB attach để tạo cái chương trình GDB gắn với cái process này dễ gỡ lỗi hơn, dễ debug hơn. Hàng thứ hai thì remote là thay vì mình chạy trên local thì mình kết nối trực tiếp tới netcat của họ, tới cái địa chỉ mà họ host. Rồi mình giả vào đó. Đó. Rồi đây là phần kết nối. Thì lệnh tiếp theo mà mình hay dùng là send line. Thì khi mà bạn đã tìm được cái lỗ hổng nó thì thông thường một cái bài Bannable nó sẽ cho bạn nhập một thứ gì đó để có thể khai thác được lỗ hổng. Thì mình sẽ dùng cái lệnh send line này để mình gửi tới cái rồi trong send line để mình gửi cái payload mà để khai thác lỗ hổng mà mình đã dựng trước đó. Thì khi mình đã có hàm gửi rồi thì mình cũng phải có hàm nhận. Thì có khá nhiều hàm nhận mà các bạn có thể tìm hiểu trên đó.
nhưng mà mình thường dùng các cái hàm như receive để nhận một cái dòng mà mình được trả về từ server, r.receive until là nó sẽ nhận các cái ký tự được trả về cho tới khi mà nó gặp được các cái ký tự mà mình define trong này. Rồi thì tương ứng với cái receive until thì cái hàm hàm nhập ở đây, nó hàm gửi ở đây nó cũng có một cái hàm gọi là select actor, là nó sẽ gửi cái payload này sau sau cái ký tự nào đó mà các bạn không cần phải nhận trước khi các bạn gửi. Rồi và cuối cùng là cái câu lệnh quan trọng nhất, interactive, mà mình thường dùng trong Bindable Tool, là để khi mình đã chiếm được cái shell của hệ thống thì mình dùng lệnh này để tương tác với shell. Ok thì những chi tiết sau thì mình sẽ nói trong các cái video sau. Thì đó là tất cả trong video ngày hôm nay. Thì mình đã giới thiệu sơ qua về những thứ mà các bạn cần biết và cần có trước khi các bạn chơi Bindable cũng như CTF. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.